Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh YouTube của anh. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú vẹt đầy màu sắc. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên để vẽ chú vẹt, anh sẽ vẽ một nửa hình tròn. Phía này anh kéo dài hơn một chút. Tiếp đến, anh có một đường cong. Rồi anh kéo dài xuống phía dưới này. Anh sẽ cong lên tới đây. Như vậy là chúng ta đã được thân hình của chú vẹt. Chú vẹt của chúng ta có một đôi cánh chỉ vì vệ mà anh sẽ bắt đầu từ đây. Đôi cánh của chúng ta thì sẽ quẳng như thế này, cong xuống. Chính vì vậy, anh sẽ bắt đầu từ đây bằng một đường cong. Phía ngoài này sẽ được cong ra. Rồi đi ra ngoài một chút. Tại điểm này sẽ nối lại. Như vậy là anh đã có được đôi cánh của chú vẹt. Chú vẹt của chúng ta sẽ có một chiếc mỏ bằng một đường cong ngắn ở đây. Và được nối lại với điểm này. Phần mỏ dưới của chú vẹt sẽ bằng một đường cong ở đây. Tiếp đến anh sẽ vẽ đôi móng chân của chú vẹt. Tại điểm phía dưới này sẽ có một đường cong ra, rồi có một chữ U và lại cong lên. Chiếc chân thứ hai cũng tương tự như vậy, anh sẽ có một đường cong ra, rồi lại có một đường cong lên gần giống chữ U và sẽ nối vào đây. Như vậy là chúng ta đã có được đôi chân. Tiếp đến chú vẹt của chúng ta sẽ có một chiếc đuôi. Chiếc đuôi của chú vẹt của chúng ta sẽ có tại đây bằng một đường cong. Và một đường cong ngược lại. Phía bên này cũng tương tự, có một đường cong lên và được nối lại. Bên này cũng vậy, một đường cong và được nối lại. Như vậy là chúng ta đã có được chiếc đuôi của chú vẹt. Chú vẹt của chúng ta thì có ba chiếc lông mao ở trên đầu. Chính vì vậy mà
anh sẽ vẽ. Đây, áng chừng trước lông mao quãng tầm này, anh sẽ có một đường cong. Rồi lại cong xuống. Trước lông mao thứ hai cũng tương tự nhưng ngắn hơn một chút. Và chiếc lông mao thứ ba cũng vậy. Chú vẹt của chúng ta sẽ có một đôi mắt tròn xoe. Chính vì vậy mà anh sẽ có một hình tròn. Bên trong có một hình tròn nhỏ hơn. Chúng ta có một chấm ở đây như là lỗ mũi của chú vẹt. Như vậy là anh đã hoàn thành xong chú vẹt. Bây giờ anh sẽ tô màu cho các em xem. Có một chú vẹt đầy màu sắc. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.